xin mời nhà gái. Mời nhà gái ngồi. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào hai MC và chào bạn gái bên kia và chào tất cả quý vị khán giả có mặt trong hôm nay. Em tên là Quỳnh Đông Phúc. Năm nay em 34 tuổi, em đến ở quận Nam. Hiện tại em đang làm việc tại Hóc Môn. Hóc Môn Phúc làm gì? Dạ, em là nhân viên của công ty thiết kế và xây dựng Rimley. Em làm bên nội thất và bên giám sát xây dựng. À, nội thất. Kim bên điện nữa. Điện luôn. Dạ. Giỏi vậy ta, làm nhiều mảng quá ha. Mời nhà gái giới thiệu cho mình nè. Em xin chào chương trình, chào MC Chú Huyền Linh và chị Ngọc Lan. Dạ. Và chào quý vị khán giả. Em tên là Tô Huyền Ngọc Diễm. Em sinh năm 1986. Em làm ngành kế toán. Quận mấy? Dạ, ở quận 7 ạ. Bên kia tên Diễm, đây Phúc. Ghép lại là Diễm Phúc. Rất hợp lý luôn. Phúc, cho bên nhà gái biết ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Cho nên ưu điểm của em là người thẳng thắn, chân thành và ít khi mà giận ai. Không giận ai luôn? Có nhưng chứ không phải là không. Ít. Ít. Nhưng mà một khi đã giận là giận rất lâu. Giận lâu, giận luôn. À. Trước đến giờ chưa có ai vô danh sách đó. Rồi còn gì nữa không? Em là người rất tôn trọng lời hứa. Hứa làm là sẽ làm. Rồi. Dạ. Mời nhà gái. Mời nhà gái nào? Về cái nhược điểm của em á thì em làm kế toán nên có phần cũng có hơi kỹ tính và khó tính. Trong cuộc sống thì cũng có thích sạch sẽ, gọn gàng, không có thích bê bối. Tính cách thì cũng hay tin người, thương người. Nói chung bên cạnh đó thì em cũng khá mạnh mẽ và nam tính anh. Nam tính hả? Nếu có thể nói là nhìn em bề ngoài em thì nữ tính, nhưng mà trong nhà do không có ba nên là những công việc nam á là em có thể làm được hết ạ. Điện đóm được sửa được hết. Dạ. Hay quá. Giỏi vậy trời. Dạ, nên giờ em kiếm bạn nam để làm thay em việc đó, em làm nữa. Trời, em gái dễ thương. Rồi bây giờ mình cho nhà trai biết là mình có mấy mối tình rồi. Lúc biết yêu thì em có ba mối tình. Ba mối tình. Mối tình dài nhất bao nhiêu lâu? Tình đầu thì cũng được 4 năm. Trời ơi. Dạ. Dài đó. Mối tình giữa của em thì khoảng 5 rưỡi và có người cuối cùng là em lấy chồng thì em quen 2 năm rưỡi và tiến kết hôn. Là mối tình thứ ba đó. Dạ. Mình có con chưa em? Em có cháu nay được 10 tuổi rồi. Ở với ai? Dạ, hiện tại đang ở với em và ngoại ạ. Rồi chia tay chồng lâu chưa? Em và chồng ly dị nay cũng được 6 năm rồi ạ. Sao nghe Phúc, cái tình cảm bên kia thấy sao? Nhà thấy cũng tương tự giống như em. Ủa em giống vậy luôn hả? Rồi giống sao nói cho nhà gái ta nghe luôn đi. Dạ em thì cũng trải qua một lần rồi. Hiện tại em cũng có một đứa con gái. Năm nay học lớp 2. Ở với ai? Dạ hiện tại là bây giờ đang ở với mẹ. Thì lúc chia tay thì mẹ nuôi. Cái thay em suy nghĩ thì con gái thì mẹ nuôi sẽ chăm sóc nó nhiều cái nó đầy đủ hơn. Chu cấp cho con sao? Em thì một năm bây giờ chu cấp. Còn không thì lúc nào cần thì em sẽ gửi tiền về. Rồi bây giờ em gái nói với chị Lan nghe là em mong muốn có một người bạn trai như thế nào nè. Về tính cách thì em mong muốn người bạn trai đó là một người chín chắn, hiểu chuyện. Nói chung là gia đình em người Bắc á, nên cũng chú trọng một chút xíu cái lễ phép. Công việc thì mong muốn là bạn trai cũng có phần nào kinh tế ổn định để mình ổn định cái hạnh phúc á. Ngoại hình thì em không có nhu cầu cao, miễn là người đó dễ nhìn, có sự chân thành. Nói chung là như vậy ạ. Em có điều gì không thích ở con trai không? Ví dụ như nhìn bậm trợn quá chị. Cái gì đó nhìn vô cái nhìn nó dữ dữ. Cũng sợ sợ lắm. Đừng hút thuốc. Chào nhà trai. Dạ. Em có hút thuốc không? Dạ em không hút thuốc. Không hút thuốc nghe em ơi. Sao thấy nhà gái có cái nhu cầu như vậy thì em thấy mình có đáp ứng được không? Thực tế thì em sẽ đáp ứng được. Nếu không thể chắc chắn được 100% thì không ai dám nói được là mình sẽ được 100%. Thì trong cái gì nó cũng có cái sai của nó. Nhưng mà có khả năng được 70-80%. Cái gì mà mình không làm được mình cố gắng. Dạ. Vậy là tốt rồi. Rồi còn phần em thì sao? Em mong muốn một người bạn gái như thế nào? Người bạn gái đầu tiên là bên ngoại hình thì dễ nhìn một tí. Em thì cũng hơi kỳ tính. Nếu ví dụ như thì phải gọn gàng và sạch sẽ. Đừng có hung dữ quá. Kỳ ta cũng không thích hung dữ. Bây giờ mình hỏi cô gái có đi với ai nè. Đúng rồi, cô gái mình đi với ai cưng? Hôm nay do công việc em chạy ra đây gấp á nên không có ai đi cùng. Em chưa có sắp xếp được lịch. Rồi có chị Lan lo cho. Rồi nhà trai mình đi với ai nè? Dạ hôm nay em đi với người bạn thân cùng quê, đó là bạn Hiếu. Rồi chào nhà trai. Em tên là Hiếu, em là bạn thân của Phúc. Sao em thấy nhà gái như thế nào nè? Về bạn gái thì em thấy đối với những gì mà bạn Phúc mong muốn thì em thấy là hợp lý ha. Hợp lý. Bình thường chơi với Phúc, Phúc là người như thế nào? Cái tính bạn ấy thì hơi thẳng thắn, thật thà thẳng thắn, nhưng mà nhiều lúc thẳng thắn quá thì nó lại hay mất lòng. Thật quá cũng hơi mất lòng ha. Chứ em thử em chê chị Lan xấu rồi em biết. Dạ không được đâu anh, chị Lan xinh đẹp mà. Thôi mở rào đi, mở rào. Bé nó đang thẳng thắn thật thà đó. Mở rào. Bắt đầu đi Phúc. Tấn công đi Phúc.
Thôi bạn gái tặng gì đó. Dạ, một cái sách mà phải đi tìm những cơ hội tìm ăn trong cuộc sống. Đó. Vâng, vâng. Mình cũng rất thích là đọc sách. À thì thật sự em cũng xin lỗi là hôm qua em có đi kiếm cuốn sách này, một cuốn sách mới lại, nhưng mà em không tìm ra nên em phải đành tặng anh cuốn sách cũ. Đây là một cuốn sách mà sếp em đã đưa cho em xem, và em đúc kết được là sau tất cả cuộc sống á, muôn màu muôn mặt thì mình hãy lựa chọn cái mặt phải để mình sống. Tuy đôi lúc là cái sự thật hoặc là những cái điều sự thật nó không có được như mong muốn, nhưng mà cái sự thật nó đau lòng hoặc là nó không hay, nhưng mà bằng sự thật lòng thì mình sẽ sống với nhau được mãi mãi. Đúng rồi. Cô cảm nhận Diễm thế nào? Diễm là một người rất xinh đẹp, rất có công tình. Rồi Diễm có cái nét gì đó gọi là rất là khó tả quá. Còn ngược lại, bạn Phúc là một người cũng có vẻ mặt hiền lành, một cái gì đó giống như anh nói là kết hợp lại thấy rất là Diễm Phúc. Em á thì sở thích hình như em có nickname là thích đủ thứ gì em cũng. Nói chung là em không nấu ăn giỏi, nhưng em cũng có thích nấu ăn, em cũng thích đi chơi, em cũng thích tốc độ. Nói chung là cái gì vui vẻ để mà cuộc sống thoải mái là em thích. Thẳng là đến cái tuổi như mình đó, bây giờ là cũng không lớn không nhỏ hết rồi. Mình muốn một cái gì đó gọi là nó đồng cảm với nhau, cùng với nhau chia sẻ những cái gì là khó khăn nhất, và những gì lúc buồn vui gì có người để mình chia sẻ với nhau cũng đỡ hơn khi lúc mình một mình. Nói thật đó, mình là người cực kỳ thẳng tính và đôi lúc có một chút gọi là khí tính, nên nói như bạn Hiếu nói là nhiều khi mình thẳng quá cũng nhiều cái cũng hơi bị mất lòng. Với lại mình có một cái là mình không thích cái gì mình sẽ nói, còn hoặc trong cái vấn đề gì á mình cùng thâu lẫn với nhau một quyết định, chứ đừng để một bên quyết định thế này một bên quyết định kia, rồi bữa sau hai tổ ra mâu thuẫn. Và tất cả những gì mâu thuẫn với nhau á là mình sẽ giải quyết trước trong một ngày, đừng để qua ngày hôm sau. Ở em á thì đôi lúc á em cũng nóng tính, nhưng mà em lại có cái sự là đúc kết trong cuộc sống á, là mỗi ngày cuộc sống em sẽ nghiệm lại và nhìn lại. Thì có khi lúc nóng tính em sẽ không nhìn nhận được cái vấn đề, nhưng mà sau đó mình sẽ nhìn nhận lại vấn đề. Tuy em không xin lỗi, nhưng mà cách thể hiện em sẽ coi như là em đã hiểu cái câu chuyện đó. Các bạn quan niệm hôn nhân gia đình như thế nào? Nói cho nhau nghe đi. Em quan niệm hôn nhân á, tất cả mình hãy tin tưởng nhau. Mọi thứ trong cuộc sống á, mình không cần phải show ra ngoài, nhưng mà mình hãy để cho cha mẹ hai bên đừng có buồn phiền. Thì có những cái buồn phiền gì á, thì vợ chồng về đừng nói nhau. Nhưng mà trước mặt mọi người bên ngoài hoặc là để những người xung quanh đừng biết mình có những chuyện gì là được. Rồi, vấn đề đó là mình hiểu vấn đề. Bạn nói thì thế là mình hiểu được vấn đề như thế nào. Còn về phần nữa là bây giờ công việc của mình á, mình hai khi đi công trình hoặc đi công tác ở chỗ này chỗ kia á, nhiều khi là cái thời gian nó nhiều, mình có thể không liên lạc thường xuyên, nhưng mà mình phải tin tưởng lẫn nhau. Nếu được xác định với nhau là mình phải tin tưởng lẫn nhau. Yeah. Rồi quan điểm về con chung, con riêng như thế nào? Đã có một con là một niềm hạnh phúc lớn rồi. Con nhỏ là không có lỗi, lỗi ở người lớn. Nếu mà ví dụ như con về chung cũng được, ở chung với nhau cũng được. Mình cực kỳ thích trẻ con, chứ mình không có quan niệm vấn đề là con anh, con em, con chúng ta, con chúng mình cứ không có phân biệt đối xử. Đừng nên vấn đề người lớn làm cho con nít phải buồn. Mình tạo điều kiện tốt nhất để cho con trẻ nó phát triển. Vì bây giờ tuổi của mình là chủ yếu là về sống hiểu với nhau và lo cho con cái của nhau. Vậy trong anh khi có mình... phụ vợ trước đây của mình để chăm con không? Em có thể hỏi nhỏ chuyện cái gì này được chút xíu không? Lúc con mình một tháng tuổi nó bị đường ruột. Mình bồng từ 8 giờ tối đến 2 giờ sáng. Cái bồng đến tay này, khi mà đặt xuống là nó sẽ khóc. Mình đi làm đến 8 giờ mình tăng ca sao. Lúc mình ở quê đó, là mình tăng ca mình về rồi. Là mình vô bệnh viện, mình bồng cho dữ. Sáng hôm sau mình đi làm tiếp. Và cũng nói thật luôn là lúc đó là cái công việc mình lúc đó cực kỳ nhiều. Lúc về đi về là em ăn gì là anh mua gì. Anh có đòi hỏi người phụ nữ mình là phải về cơm nước gia đình không? Có thời gian thì lo, chứ mình cũng không có vấn đề đó. Nhưng mà nhiều khi về có bữa cơm, ngồi ăn với nhau vẫn đầm ấm hơn, vui hơn. Dạ, còn nếu còn thấy không được thì mình có thể đi ra ngồi quán cái nơi đó mà ăn. Cũng mình dễ. Đi đổi cái không khí. Dạ. Cho nó đỡ cái lúc mình ở công ty nó căng thẳng. Anh đã vào thành phố này lâu chưa? Mình vào thành phố này được 2 năm. Mới 2 năm, là anh mới làm công tác trong đây 2 năm thôi. Anh có định hướng là mình sẽ làm việc trong này không? Nếu, nếu thì dạ, mình sẽ định hướng được lâu dài. Dạ. Nếu có người đó ở đây luôn đúng không? Dạ. Rồi bây giờ Phúc tiến tới đưa quà đây, tiến tới nắm tay Diễm đi. Hai đứa đứng lên nhìn thẳng vào nhau. Dạ. Nào, chúng ta có 30 giây để nhìn thẳng mắt nhau để cùng trò chuyện một chút xíu nào. Bây giờ Phúc cảm nhận nãy giờ nói chuyện cô ấy, Phúc thấy người này có phù hợp với mình hay không, cảm xúc của mình thế nào? Con thấy là có ấn tượng rất tốt. Thì Diễm. Dạ. Dạ.
Còn Diễm thấy thế nào? Nói về tính cách thì em cảm nhận là anh là một người tốt. Còn nói về sâu xa hơn nữa về hôn nhân gia đình đó, thì hiện tại là em đang cũng còn có nhiều cái phân vân. Thật sự mà nói, mình đã nói bằng thật chính cái tấm lòng của mình. Dạ, mình đến đây cũng như là một cái duyên. Em nghĩ là mình cứ cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm. Mặc dù là giữa em và con người thành phố và anh là người ở quê á, thì có thể là có những cái suy nghĩ em chưa có đồng cảm, hoặc là em sẽ có những cái suy nghĩ sợ sệt, nên em khó nói hết một lúc nữa. Mình có gì thì mình nói, mình không có giấu giếm bất kỳ vấn đề gì. Phúc phải nói điều gì cho Diễm tin hơn nữa, mình sẽ là trụ cột, là bờ vai để cho Diễm dựa vào. Bây giờ thì nó hứa mà vẽ ra một cái tương lai cho mà nó ái quá thì không nói được, mà làm không được thì mình không nói, nhưng là mình sẽ cố gắng và cố gắng sẽ làm được. Dạ, em cảm ơn. Thôi về ghế ngồi đi các bạn. Chúng ta để tay vào nút bấm và đưa ra quyết định. Sau 3 tiếng đếm, mình lắng lòng lại và kiểm tra xem câu chuyện nãy giờ như thế nào để mình đưa ra quyết định chính xác. Đưa ra quyết định phải có trách nhiệm với quyết định đó. Mình cảm thấy đây là một người đồng cảm với mình, một người có thể cùng mình nắm tay đi, một người có thể che chở, một người có thể hỗ trợ cho mình thì bấm nút. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm nút, nhường nút bấm nó cho người khác. 1 2 3 Hết thời gian. Diễm còn do dự rất nhiều. Anh biết điều đó, Diễm đã nói rồi. Bởi vì nãy anh nói với Phúc á, là Phúc làm sao để chứng minh được mình là chỗ dựa, là bờ vai, là trụ cột với là Diễm. Nhưng có lẽ Phúc nói hơi chung chung, thành ra là Diễm cũng chưa có một niềm tin nào cả. Bởi vì thật ra phụ nữ họ phải tin mình cái đã. Mình làm sao để họ tin mình cái đã. Còn bây giờ mình cũng chỉ nói chung chung thì chắc chắn rằng sẽ có nhiều người không tin. Theo anh là như vậy. Còn nói về Phúc á thì hoàn toàn anh tin tưởng Phúc sẽ làm được tất cả mọi thứ. Nếu như có tình yêu, chúng ta sẽ chinh phục được. Cô gái mà một lần đò thì họ sẽ có nhiều những cái do dự hơn là một cô gái chưa lập gia đình. Đúng rồi. Họ có nhiều cái trải nghiệm rồi, cho nên lo lắng rất sợ họ sẽ phải đi lại cái con đường cũ. Cho nên lo lắng nhiều đó là cái điều không thể tránh khỏi. Diễm đã từng bị tổn thương. Đúng rồi. Không muốn tổn thương lần nữa. Chính vì thế nên cái sự băn khoăn của Diễm rất là nhiều. Thôi, chúc các bạn sẽ sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình. Đây là thoải mái nha, tự tin, chủ động lên để mình tập làm quen ai. Đó, bây giờ mình giới thiệu về họ tên của mình trước nè. Họ tên, tuổi, quê quán, công việc hiện tại của mình là gì ha. Dạ rồi, em mời chị ạ. Chị cứ cầm mic lên chị nói. Nó tự thu à. Rồi. Chị tên là Nguyễn Thị Kim Tuyến. Năm nay chị 54 tuổi. Quê quán chị ở Bình Dương. Chị bán quán cà phê. Là quán này của chị không? À, quán có bị hiểu tên gì không? Cô chú nhỏ. Cô chú nhỏ à? Nhà là chị làm chủ luôn á hả? À, quán nghe tên dễ thương quá ha. Quán cô chú nhỏ. Là chị mở quán này lâu chưa? Chị mở cũng 8 năm rồi. Ồ vậy hả? Là chị làm mình hay có làm chung với ai không? Một mình là... Là có mình thôi. Là nay đi là đóng cửa đó hả? Con gái chị bán. À, nay đi là có con gái chị phụ đúng không? Dạ. Ừ. Chị bán như vậy thì cái thu nhập có ổn định không chị? Ổn định nha. Ừ. Và thu nhập ví dụ như là hàng tháng thu nhập trung bình của mình thì sẽ như thế nào chị? Là mỗi tháng thì được 2 triệu. Ồ vậy hả? Chị cũng được quá ha. Là chị bán tại nhà là có thể mặt bằng không? Mặt bằng không? Chị muốn mặt bằng nhưng mà quán cũng gần nhà luôn. À, rồi à, chị hồi trước khi mà mở quán cà phê là chị có làm gì khác không hay là hồi giờ? Trước khi mở quán cà phê thì chị làm ở nhà hàng. À, làm nhà hàng. Rồi à, trong đây là em thấy là chị đã một lần ly hôn rồi nè. Chị chia sẻ cho em ha, là chị quen cái người chồng là khi nào và năm nào chị kết hôn đó, chị chia sẻ về cái cuộc ly hôn này giùm em nha. Chị nói thật luôn hả? Đúng rồi. Là chỉ 2 lần. Ừ, đó chị cứ chia sẻ nha. Lần đầu là do là ảnh cũng không có quan tâm gia đình cho lắm. Khi cũng được nên chị đã đi về năm 2010. Ừ. Ủa từ từ nha, lần 1 là chị kết hôn khi nào? Lần 1 là chị kết hôn năm 99. Ừ. Kết hôn năm 99, rồi ở với nhau được bao lâu? 99 tới năm 2010. Ờ, à, tới 2010. Là mình ly hôn. Ly hôn. Cũng là ở 11 năm á.
Lý do ly hôn là vì là anh này không quan tâm mình hay như thế nào chị? Do anh không có làm á. Chưa có nhiều lý do mà. Chị cứ chia sẻ, cởi mở hết, chia sẻ hết em cái chuyện chị như thế nào. Chị đã từng gặp những cái chuyện gì rồi đó thì em mới biết để mà em tìm cái người phù hợp cho mình nha. Là mình đã có con chưa chị? Hình như chị chỉ có hai đứa. Không, cái lần một này đã có hai đứa rồi. Đã có hai đứa. Không quan tâm là sao bé hai đứa dữ vậy? Mà chị cứ bé không được à. Để chị đi, để lý hôn hơn hơn. À, mà hai đứa con là trai hay gái chị? Một trai một gái. Lớn cách chưa? Lớn lắm. Nhiều bé nhỏ chị ta học lớp 10. Rồi sau đó bao lâu thì là chị đi tiếp bước nữa? Đến năm 2019 chị đi bước nữa. Cũng kết hôn rồi nhưng mà ở được có 6 tháng là cũng đi hôn. Rồi sao lại vậy? Kết hôn tại do anh đó không chịu, anh nói là có một cơ cực quá anh. Ủa kỳ vậy? Chứ còn tìm hiểu nhau bao lâu rồi? Lâu quá hả? Do gọi cái cực quá không chịu. Trời ơi vậy hả? Chỉ vì là làm có cà phê cực cái không chịu thôi. Hay là còn để gì hết hả? Là anh không, anh thì anh muốn qua dưới thành phố cho nó thoải mái mà. Chị thì về đây không có việc làm nên chị ở trên đó chị làm, anh chị thôi chia tay. Trời ơi, sao mà dễ dàng như vậy? Sao vậy? Ờ, mà cũng mang tiếng lần đời nữa. Ờ, có như là hồi đó là quen mà 6 tháng ở trên Sài Gòn hả chị? Thì anh muốn lên trên trên cũng có tổ chức đám cưới đàng hoàng luôn á. Ờ. Kết hôn đàng hoàng luôn. Chị bán tự ly hôn, chị cũng chịu. Ừ. Nhưng mà rồi là 6 tháng đó là ly hôn cách đây cũng mấy năm rồi hả? Cách 2 năm. Ừ. Rồi trong 2 năm đó thì như thế nào, chị có tìm hiểu ai khác không? Không. Ừ. Rồi chị chia sẻ về bản thân chị một xíu đi. Những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nha. Chị chia sẻ dài dài với em xíu nha. Điểm mạnh của chị là chị thích làm, chị thích cái nhà thích làm, thích lại là nấu ăn, thích chăm sóc gia đình. Chết đi chị. Sao vậy chị? Rồi trong đây em thấy là điểm yếu là hay khóc nè, là sao mà khóc nè? Chị thí dụ mà chị giận lên chị không nói được, chị chỉ là khóc thôi. Là im lặng không có không thích trả lời. À, hồi giờ khóc nhiều chưa? Nhiều lắm. Nói chung là nhại khóc. Nhại khóc đó hả? Thường nhắc tới chuyện gì là chị khóc? Chị cũng khóc, buồn khóc thì vừa cũng khóc. Thường là nhắc tới chuyện gì thì chị sẽ khóc dễ hơn. Tới về chuyện gia đình đó, dù là con cái thì giờ ổn định rồi cũng có khi nào chị cảm thấy tủi thân không? Ví dụ mình lớn tuổi cũng không có một cái người nào đó ở bên cạnh để mà chăm sóc này kia. Có, nhưng lúc cũng buồn, cũng nói với con gái thì cháu cũng kêu thôi mẹ đi tìm đi rồi bé đang kiếm cho chị. À, vậy là bé gái của chị là mới học lớp 10 đó hả? Là bé gái đang kiếm cho chị. Ờ. Với lại chị nhà chị cũng hay coi cái chương trình này. Ừ. Thế là không bỏ sách tập nào hết. Là bé gái đang kiếm cho mẹ để tham gia. Bé gái thấy vậy thôi đăng ký cho mẹ luôn. À. Mà... chị nhát á. À, vậy đó hả? Mà thường ví dụ chị bán quán cà phê rồi cô chủ nhỏ rồi mấy anh tới thì các anh nào chọn bán rồi bán cái chỗ của mình thì là nó quay thì nó dễ. Chị chết chỗ khác thì chỗ đông người thì nhát. À rồi bé gái đăng ký cho mẹ gì nếu mà chị đi chắc cũng có sẽ có bé gái để mà tham gia ủng hộ mẹ đúng không? Ừ. Còn con trai của chị là được 30 tuổi rồi. Dạ chị 23 tuổi. 23 tuổi là đang chị đang ở chung với hai con hay sao? Chị ở chung con cửa hành với chợ thành phố. Rồi còn ngoài cái hay khóc ra thì chị còn có cái điểm yếu gì nữa không? Chị ơi, chị có điểm yếu gì nữa không? Có khó tính không hay là sao? Không hả? Chị là rất là dễ luôn á. Nhưng mà chỉ cái người đó không biết quan tâm chị xíu. Thôi chị cũng không là bỏ gì. Mà quan tâm cụ thể là kiểu như thế nào? Bởi bây giờ quyền như cái anh 6 tháng trước đó quan tâm về ở nhau 6 tháng là bỏ đi mất tiêu. Chị ba cũng chịu cực khổ được chứ chị. Em thấy ông bán quán cà phê dễ mà đâu có gì đâu cỡ. Không có thời gian. Chứ ông muốn có thời gian làm gì, muốn thời gian đi chơi. Đi nhà, đi bạn bè rồi á. Ừ. Tại vì 4 giờ sáng bán tới 10 giờ tối
mình bây giờ chị mong muốn cái người như thế nào thì sẽ phù hợp với mình? Chị muốn kiếm một người là phải biết quan tâm chị, biết lo lắng, đừng ham chơi quá. Vì cái công việc của chị nó như vậy đó, không có thời gian. Nói chung là anh đó cũng có công việc của anh đó, hay là có nhất thiết của anh đó phải phụ giúp chị không? Anh đó có công việc em đó cũng được, mà về với chị cũng được, về đánh chung cũng được, tại chị có mình thì cũng hơi bị vất vả xíu. Mà người đó phải biết quan tâm. Cụ thể chị cần quan tâm à, nó cụ thể chị cần quan tâm như thế nào? Cái làm xíu phải biết chịu chuộng xíu. Ví dụ muốn chiều cỡ nào? Ví dụ như lễ lập rồi thì phải có quà. À đó, phải nói rõ. Nhiều khi mấy ông người ta không nói, mấy ông không có biết thì mình thì cần là vậy đó, coi như là lễ lập là phải nhớ tặng quà đúng không? Thì cũng phải có quà là được rồi, rất nhiều cái dặn bóng này mà thích lãng mạn đúng không? Chứ hai ông trước đó là có ông nào lãng mạn không? Không ông nào lãng mạn luôn, là có ông nào tặng quà cho chị không? Không luôn. Phải vậy chị mới buồn. Buồn, rồi thấy nhiều khi người ta được tặng quà để biết tuổi thân chứ đúng không? Biết quan tâm lễ Tết, nhớ tặng quà. Coi như là ví dụ như là người ta không có đủ những cái vật chất này kia các thứ, nhưng mà nhớ tới là được đúng không? Rồi. Cầm bó bông cũng được, hay là bông thú bông cũng được, chị thích vậy đó chứ chị. Vậy hả? Còn gì? À, chỉ cần cái bông như thú bông kia là được. Thường gặp gia đình là mấy bà vợ về giữ tiền hết trơn, mấy ông đâu có tiền đâu mà tặng quà tặng ơ vậy. Có cái gì chứ cũng có riêng chứ. Có riêng hả? Chị là chị chấp nhận cho đàn ông có tiền riêng đúng không? Rồi, của ai mới giữ chứ. Rồi, tiền ai mới giữ ha. Ổng có quỷ đen kệ ổng ha. Nha. Đúng rồi. Rồi, tiền ai mới giữ, quỷ đen ok luôn, chấp nhận luôn. Rồi, về tuổi tác anh này ở đâu nữa nè chị thì sao? Tuổi tác thì cỡ chị trở lại thôi chứ đừng có lớn quá. Là bằng tuổi chị đổ lại thôi đúng không? Đúng rồi. Không lớn tuổi quá. Rồi đang ở Bình Dương hay ở Sài Gòn được chị? Chị đang ở Bình Dương. Ý là người này nè, chị muốn người ta ở đâu? Ở đâu cũng được. Ở đâu cũng được. Là người ta theo chị hay chị theo người ta? Cái đó để coi lại. Nếu mà theo chị được thì theo, còn nếu mà cảm thấy bên đó ổn định thì chị theo người ta. Theo người ta được. Tại vì chị cũng nên, nói chung mà đăng ký mà đâu có gì đâu cần buồn. Nếu mà anh làm gì được thì chị sẽ thi bên đó, nếu mà anh cảm bên đó thì mình giữ cho chị. Rồi, có điểm gì chị không thích ở người đàn ông không? Không thích là không quan tâm với lại đừng có nhậu nhiều không? Nhậu nhiều, rồi còn gì nữa? Ngoại hình thì có yêu cầu gì đặc biệt không? Ngoại hình thì cao cỡ 1m7 luôn. Trời, cỡ 1m7 hả? 1m7 thì hiếm nha. Giờ mới 65 rồi đúng không? 65, 67. Trời, cỡ 1m7 thì mỏi, hơi hiếm à. Thích cao. Thích cao hả? Chị là 1m59 thì anh này em nghĩ tầm khoảng 65 là được rồi. Ha. Rồi, cao thấp mặt ốp sao, tóc tai, mắt mũi miệng như nào cụ thể em nuôi? Tóc tai là gọn gàng thôi chứ. Gọn cỡ nào như thế này được không? Gọn luôn. Cỡ vậy cũng được ha. Dạ được, mất mình đã giải xíu nữa lắm ra xong. Rồi, tóc tai gọn gàng thì nói chị. Vậy thôi, còn quay hình xăm cũng được, miễn dễ nhìn là được. Mặt ốp thì cũng được đúng không? Rồi còn về còn yêu cầu gì đặc biệt không, về công việc này kia các thứ của người ta thì chị có yêu cầu gì không? Thì yêu cầu ví dụ ảnh có đi làm xa thì cứ điện về quan tâm chút, hay là rảnh mà chạy về lúc đó là được. Được luôn, nó cho đi làm xa luôn đúng không? Tại mình cũng lớn tuổi rồi cũng đâu có cần một người để quan tâm, khi nào cần thì phải có liền. Chị có tài lẻ hay năng khiếu gì không? Gan nhát cũng được con ca. Ờ đó, làm bản luôn đi. Làm bản luôn. Ờ vậy được, giờ luôn cũng sợ. Thôi bây giờ làm bản thì mới được đậu, cũng làm không đậu đâu. Làm bản trước. Anh chị làm một rợn cá cổ thì chị thích cá cổ. Ờ, được. Một phút mà. Mới cà tận luôn. Dạ ca. Và con gái của mẹ đi. Mẹ ơi, con gái 12 bên nước, biết bên nào trong biết sông nào đục biết gũi, hay mai một ngày con xứng giá theo chồng. Mẹ đã nuôi con lên dốc nền hồng, mười mấy năm mẹ cũng mang quảng dương chưa mong.
thiệt không, hoặc là ví dụ như là chị có mong muốn ví dụ khi đến với chương trình thì là con gái có dặn dò mẹ cái gì không trước khi đi tới đây nè? Trước khi đi đây thì con gái chịu đi, cái cũng thích cho mẹ đi.